Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisemon siêu cấp. Và ở tập trước mình đã mang về một thành viên rất là mạnh mẽ, đấy chính là Coraidon. Và mình có tìm hiểu sơ qua thì Coraidon là thủ lĩnh của Paradox Pokemon quá khứ các bạn à. Thế nên là hôm nay hay là chúng ta sẽ thử thách một ngày đi tìm những Pokemon ở dạng quá khứ giống như là Coraidon á. Wow, mình nghĩ sẽ rất là thú vị đây. Và đặc điểm của những Pokemon ở quá khứ á, là sẽ có cái tên màu đỏ các bạn. Chẳng hạn như là Machine Metal nè, rồi Gliding Laser, rồi Striding Stone. Đó, cái tên đều đỏ hết á. Mabillon cũng vậy đó nè. Wow, dự là hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá ở khá nhiều vùng đất đây. Nhưng mà để bắt được những Pokemon mới về đội thì mình nghĩ chúng ta cũng nên chuẩn bị thêm thật là nhiều bóng chứa. Và mình cũng làm thêm đa dạng cái bóng hơn các bạn. Ở đây thì mình có nào là Fast Ball để bắt những Pokemon tốc độ cao nè, thêm ít Level Ball, rồi thêm cả là Quick Ball nữa. Loại bóng mình rất là ít khi dùng luôn. Dust Ball không thể thiếu. Và cuối cùng là Timer Ball để bắt những Pokemon mà hơi lâu chinh phục được xíu ha. Đó, xong rồi. Và trước khi đi thì mình sẽ vô trong nhà mình lấy thêm một ít cái răng rồng cái đã. Tại vì bữa nay mình dự tính là sẽ cho Garchomp Fusion ra trận trở lại á, nên là trang bị thêm răng rồng giúp cho Garchomp mạnh hơn á. Roundon hả ta? Trong rương này thì có vẻ là không có rồi. Thế nên thôi, mình sẽ lấy Blade đi á. Có Blade mà, dư thì cho thêm Roundon một cái đi. Hầu hết những người bạn mình dẫn theo ngày hôm nay đều đã có trang bị giúp tăng sức mạnh rồi. Giờ thì chắc mình sẽ cưỡi Garchomp Rayquaza để chúng ta dễ dàng bay lượn hơn ha. Đầu tiên thì mình đang tính là chúng ta sẽ trở lại cái cánh rừng mà hoa các bạn à. Oh my god, mình mới tới cái chỗ cánh rừng hoa thì trước mặt mình đã gặp được boss Mewtwo rồi các bạn. Đã nhiên, chiến này Mewtwo nhà mình có thể tiến hóa thành dạng Mega được rồi các bạn. Và ở kèo này mình sẽ thử cho Coraidon của mình chiến đấu với Mewtwo ha. Dự là sẽ hơi căng đây nha. Trời ơi, Mewtwo đang bay lên lửng luôn kìa. Mình sẽ thử Dynamax trước ha. Sau đó thì tấn công bằng một đòn này chẳng hạn. Ôi. Wow, Mewtwo đánh gắt lắm các bạn ơi. Ây da, Coraidon chỉ kịp cấu đi nửa cây máu của Mewtwo thôi. Công nhận ở cấp độ Ultimate này Mewtwo gắt thiệt các bạn ơi. Ok, mình đã phòng thủ một lượt thành công rồi. Liệu rằng tiếp theo có cơ hội phản đòn hay không? Ây da, không kịp các bạn. Mewtwo nhanh quá. Tiếp theo mình sẽ chọn Blastoise Fusion thử xem. Biết đâu bất ngờ Blastoise sẽ... Ôi ơi, trụ được một hit nha. Phản đòn. Tuy nhiên thì khả năng gây đam của Blastoise Fusion không vượt trội lắm các bạn ơi. Càng ngồi. Chắc phải nhờ tới thành viên thứ ba thì chúng ta mới đánh bại được Mewtwo đó. Thôi được, mình sẽ nhờ Garchomp đi. Để xem với đòn pai của Garchomp Fusion chúng ta sẽ... Ui, ai da, gây được sát thương kha khá nè các bạn. Còn với đồ chớp thì sao? Ui, trời, còn 2% máu kìa. No, ai da, tiếc vậy. Tới lượt Landorus Fusion. Lần này chắc sẽ kết thúc được á các bạn ơi. Ok, Landorus, cơ hội để thể hiện nè. Dạ, chính xác rồi. Ui, Master Ball. Wow, mình còn nhặt được một cái Master Ball từ Mewtwo các bạn ơi. Quá đã luôn. Khởi đầu may mắn nha. Không uổng công mấy em ấy chiến đấu vất vả rồi. Và với cái viên đá Mega của Mewtwo thì mình sẽ lập tức đưa Mewtwo của mình ra ha. Đây, Mewtwo nằm tít góc này các bạn à. Trang bị liền đá Mega cho Mewtwo ha. Đó, vậy là sắp tới Mewtwo đã có thể tiến hóa trở thành dạng Mega X rồi các bạn. Dạng này thì Mewtwo cũng rất là ngầu ấy nha. Chuẩn bị. Đó, thủ thế rồi. Ui, còn chưa lên cấp 100 à. Cho em ăn kẹo đi. Cho lên cấp 100 luôn á. Trong ba lô mình còn không ta? Còn nè, thêm cục nữa. Rồi, cấp 100 cho Mewtwo luôn nha. Giờ thì cưỡi Mewtwo và lượn lờ đây một tí. Ấy, hồi nãy mình thấy có Venusaur xuất hiện á các bạn.
đâu đó ngay đây nè. Ờ, nhưng mà thường thì Venusaur sẽ xuất hiện vào buổi sáng thì phải. Đúng không? Chính xác luôn. Vào buổi sáng á. Ây da, vậy là chắc phải đợi trời sáng rồi mình mới quay trở lại đây mới được. Ừ, bởi vì Pokemon ở dạng quá khứ đầu tiên mình muốn tìm đó chính là Venusaur dạng cổ xưa các bạn à. Không biết hình dạng của em sẽ trông như thế nào nữa. Thôi bị tò mò luôn. Còn bây giờ thì trời tối nên là thôi, mình sẽ tranh thủ lượn lờ đây xíu ha. Biết đâu lại gặp được thêm nhiều người bạn thú vị khác thì sao. Ê, ở đây có phải là Zoroark không ta? Ôi, đây là Zorua. Đẳng tiện cho Mewtwo ra trận luôn cây. Hơi tiếc là đánh cái đen thì Mewtwo không có tiến hóa Mega các bạn. Ôi trời. Ui, một đòn Aura Sphere cực gắt luôn. Knock out được Zorua luôn các bạn ơi. Và thử nhân phẩm nè. Thành công hay thất bại? Thành công. Thành công thiệt. Ê, này nhân phẩm mình có vẻ là hơi cao đó nha. Để mình đưa nhóc Zorua này ra coi. Và Zorua thì còn có thể tiến hóa nữa. Thế nên là mình sẽ đi luyện cấp trẻ một tí ha. À mà các bạn có biết tin gì chưa? Honkai Impact 3, một trò chơi phiêu lưu hành động giả tưởng được phát triển bởi HoYoVerse, chơi được trên đa nền tảng từ PC cho tới mobile. Đặc biệt, game còn hỗ trợ tiếng Việt giúp cho chúng ta trải nghiệm game một cách tốt nhất. Vào ngày 25 tháng 7 vừa qua, game đã cho ra mắt bản cập nhật 7.6 hoàn toàn mới với nhiều sự thay đổi cũng như là những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi chúng ta. Đầu tiên là sự xuất hiện của Valkyrie Rank S mới, đó chính là Song Quê. Với những người chơi cũ thì không xa lạ với cộng tác viên Song Quê nữa rồi. Tuy nhiên phiên bản này, Song Quê chính thức trở thành Valkyrie với bộ giáp chiến đấu có tên Jovial Deception Shadow Dimmer, là nhân vật hệ bụi sao, gây sát thương vật lý, sử dụng pháp trượng dòng sao có tên Bánh Xe Định Mệnh. Bộ kỹ năng của cô đều xoay quanh cơ chế vòng sao. Khi kích hoạt vòng sao, Song Quê sẽ thức tỉnh nguồn sức mạnh khổng lồ. Đặc biệt, cơ chế chủ động kết thúc trạng thái bạo phát dòng sao, cơ chế chưa từng có trước đây, sẽ giúp Song Quê cực kỳ linh hoạt trong chiến đấu. Chưa hết, còn có cộng tác viên rank S mới, đó chính là Seraphim. Sera là hỗ trợ đắc lực cho các nhân vật Bánh Xe Định Mệnh. Khi kích hoạt bạo phát dòng sao, Sera gây lượng lớn sát thương và cung cấp búp dồi dào cho các Valkyrie trên sân. Khi cập nhật phiên bản 7.6, banner của nhân vật Song Quê, vũ khí trấn phái của cô và cộng tác viên Seraphim cũng sẽ mở ra cùng lúc. Một ưu đãi dành cho người mới là banner nhân vật Song Quê sẽ được giảm giá 50% cho 10 lần run đầu tiên đó nha. Ngoài ra còn có cốt truyện mới sẽ là phần kết thúc cho các sự kiện diễn ra ở các phiên bản trước. Liệu kết cục của cái bóng sẽ như thế nào? Cả số phận của Osea và Lankyu sẽ đi về đâu? Rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi chúng ta khám phá nha. Bên cạnh đó còn có các sự kiện và các cập nhật mới như event Stixel World Ride mang phong cách nhân vật chibi cực dễ thương, giải đấu thế giới mở và lối chiến đấu theo lượt đầy mới mẻ độc đáo. Tham gia sự kiện để nhận ngay miễn phí trang phục Tia Acid Carbonic của Prometheus. Sự kiện tiêu phí sẽ quay trở lại mang đến những phần quà giá trị, trong đó nổi bật nhất là trang phục cục hung hỏa đạo của Grisio. Sự kiện đăng nhập 7 ngày để nhận pha lê, hộp tự chọn một mảnh trắng phái của Song Quê và 5 vé tiếp tế mở rộng. Và các bạn còn có thể nhập ngay gift code Shadow Show để nhận một thẻ dùng thử nhân vật Jovial Deception Shadow Dimmer và 2888 Asterize. Đã vậy còn có sự kiện HoYoFest tổ chức từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8, diễn ra từ 10 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, địa điểm là ở Eomon Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Vô vàn những điều thú vị như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Honkai Impact 3 về máy để cùng Lộc trải nghiệm và khám phá phiên bản 7.6 lần này. Link tải game Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video nha. The next day. Ê, lại là Venusaur thường các bạn ạ. Số mình sao? Ủa? Khoan. Ôi không, mình vẫn gặp được Venusaur ở dạng đặc biệt các bạn ạ. Wow, đây nè, mình gặp được rồi. Ôi, ở dạng này nhìn chất vậy. Cái phần lưng rất là ấn tượng luôn các bạn ơi. Không chinh phục ẻm thì hơi phí nha. Nhưng mà mình sẽ cần một người bạn nào đó cấu rỉa máu. Mình sẽ thử dùng Zorua coi ổn không. Ok, tạm thời là ổn nha. Rồi, Zoro tấn công nào đi cưng. Cào cấu đâu nè. Ây, ôi thằng thần ơi. Cái nhóc Radansaur này không dễ ha, chinh phục đâu các bạn ơi. Chưa gì knock out người bạn bé nhỏ rồi. Level boy. Không đánh mà tung bóng chứa luôn. Thử coi có được hay không. Biết đâu bất ngờ. Ui, suýt được, suýt được. Ê, cách này cũng có vẻ hiệu quả đó các bạn. Mình cảm giác là level boy vẫn có thể chinh phục được Radansaur nha. Quả thứ hai nè.
thành công hay không. Ui da, nếu mà quả thứ ba không được là mình sẽ đưa Seesaw hoặc là người bạn nào đó cấp vừa vừa ra để cống máu ha. Tại vì mình cũng không muốn lãng phí bóng chứa đâu. Ui lần ba. Ý, lần ba thành công rồi. Ngon. Yes sir. Vậy là chúng ta đã chinh phục được Pokemon ở dạng quá khứ đầu tiên trong ngày hôm nay. Đấy chính là Raidensail. Ui, có hệ rồng luôn kìa. Rồi rồi, đưa em ra ngắm cái nè. Uầy, nhìn chất lắm các bạn ạ. À. Được thật sự luôn á. Sẵn tiện em đang cấp 30 mấy rồi các bạn. Mình sẽ luyện cấp thêm cho em luôn á. Cái đây có Venusaur bình thường đúng không? Rồi. Ủa, nãy mới thấy nhóc Venusaur bình thường ở đây mà. Chắc em chạy đi đâu rồi. Ừ, thôi, ra đền xem, đi thôi. Công nhận em này chất lự luôn các bạn ơi. Rồi, xong một cái vùng đất rồi ha. Tiếp theo thì chắc mình sẽ đi tới những cái vùng mà ven biển các bạn. Ê. Ồ, Shinobu. Nhóc này muốn khiêu chiến với mình kìa. Ây da, tiếp chiêu em nói nào. Radiant Cell. Ôi da, tấn công luôn à, gắt vậy. Battle Blitza. Phản đòn nè. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Vùng đất tiếp theo đó chính là những cái vùng biển các bạn à. Và đặc biệt là vào lúc ban đêm nha. Bởi vì chúng ta sẽ có xác suất gặp được người bạn. Đấy chính là... đâu rồi ta? Đây, Blastoise các bạn. Mình cũng đang rất là tò mò. Không biết là ở dạng quá khứ Blastoise sẽ trông như thế nào đây. Liệu rằng có chất lượng giống như là Venusaur dạng quá khứ hay không á. Ui, muốn biết cái bãi biển ở vùng sa mạc nó có tính không nhỉ? Ừ ha. Thôi, để chắc cứu hơn chắc mình tìm bãi biển bình thường đi các bạn. Không biết tin này có chuẩn chưa nữa nhưng mà thôi, mình cứ đi dọc bờ biển đi ha. Nếu mà hên thì kiểu gì cũng gặp Blastoise thôi. Ê khoan. Phía đằng kia. Có phải là Blastoise ở dạng quá khứ hay không vậy? Cái dáng này là Blastoise chắc rồi. Ê, 90%, không, 99% là Blastoise quá khứ rồi các bạn. Đúng không? Ui, không thấy tên em. Khiêu chiến cái. Ờ, đâu rồi ta? Raidensail. Vô. Ui, chuẩn rồi. Cái tên em màu đỏ kìa các bạn. Wow. Ở dạng quá khứ thì trông cái lưng em kiểu như nó gai góc hơn á. Thay vì là những khẩu súng thì cái này... Ừ, chắc cũng là khẩu súng đó các bạn. Nhưng mà được cái có những hoa văn rất là đẹp á. Rồi, để xem kèo đấu với hai Pokemon ở dạng quá khứ nè. Xem coi chúng ta có thể áp đảo được hay không. Ồ, đoạn đầu tiên có vẻ khá là hiệu quả. Ê, Raidensail có vẻ là trên cơ nha. Slashing Shell có vẻ là hơi đuối rồi. Tới công chuyện. Ôi trời, em tạo mưa cơ. À, nhưng mà bây giờ mình sẽ tôn một quả Ultra Ball. Ừ, kích thước này mình nghĩ Ultra Ball là ok các bạn ạ. Ui, được luôn kìa. Thành công từ quả đầu tiên. Ê, đồng thời Zorua cũng đã đủ cấp để tiến hóa rồi. Nice. Và bây giờ Zorua sẽ trông ngầu hơn cho mà xem. Đấy, bây giờ em sẽ trở thành Zorua các bạn ạ. À. Và học được Nice Slash luôn nè. Ngon. Trời ơi, còn cười nhâm hiểm nữa kìa. Nhóc này khá đấy. À, bây giờ thì chắc mình phải đưa thêm người bạn mới là Slashing Shell ra ngoài ha. Ok, ngắm cái nè. Đấy. Trời ơi, nếu mà mình so sánh với dạng bình thường thì sao nhờ. Mình cũng có Blastoise ở dạng thường á. Đây, chúng ta sẽ dễ so sánh hơn ha. Đấy, Blastoise bình thường thì sẽ có hai cái ổ súng thôi, chỉ chỉ ra phía trước á. Còn Slashing Shell thì sẽ có tới 3 ổ súng lần các bạn. Ừ, hoặc là 3 cái gai hay sao á. Ồ, và kích thước thì cũng to hơn so với Blastoise ha. Đúng là dạng quá khứ có khác các bạn ạ. À. Công nhận. Rồi rồi, có vẻ là công việc bữa nay của mình khá là thuận lợi đó các bạn ạ. À. Và khả năng bơi lội thì sao? Wow, cũng khá là nhanh nhẹn ở dưới nước nha. Được đó các bạn, người bạn Blastoise quá khứ này ok đấy. Chỉ số thì mình nghĩ cũng sẽ rất là trâu cho mà xem. Cũng hơi trâu đó các bạn ạ. À. Ok đấy nha. Và đồng thời em cũng sẽ có thêm hệ rồng.
Không biết là nếu mình gặp Muri lên đó thì mình có thể dạy cho em mấy kỹ năng hay rồng không á. Ừ, cũng tò mò thiệt. Sẵn tiện cái chỗ này nó cũng gần cái khu vực mà Muri lên mình gặp á. Thôi, chắc mình sẽ qua đó một chuyến, coi thử như thế nào. Long time no see, bác Muri lên. Và coi coi. Có vẻ là không học được mấy kỹ năng hệ rồng cho Blastoise quá khứ rồi. Ừ, hơi đáng tiếc một xíu ha. Thôi, nhưng không sao. Không có gì phải buồn hết. Nguyễn là ẻm về đội của mình là cũng rất là vui rồi các bạn ạ. Ừ ha, hồi sớm mình ở cái vùng biển đó mình quên ta. Mình phải đáng lý ra ở lâu hơn một xíu. Bởi vì cũng có một huyền thoại, nhưng mà là dạng quá khứ nha, cũng xuất hiện ở cái vùng biển đó luôn. Để coi coi mình sạch thông tin cái đã. Đó chính là Suicune các bạn. Để coi coi. Lại xuất hiện vào ban đêm. Ôi, có thể xuất hiện ở vùng Ultra Deep Sea hả? Wow, wow. Nhưng mà đa số là thời gian vào nửa đêm không mà các bạn à. Bây giờ thì mặt trời mới ló vạn à, mới bắt đầu ngày mới thôi. Thì thôi, lỡ tới vùng băng thì chắc mình cũng đi lòng nhòng xíu ha. Tại vì nghe nói Zorua, à không, Zorak chứ, Zorak cũng có dạng Hisuian nè. Và dạng đó thì sẽ xuất hiện ở cái vùng đồng bằng băng tuyết nè. Thế nên là mình cũng sẽ đi tìm thử ha. Ủa nhưng mà cũng ban đêm mà ta. Ừ nhờ. Cũng như không. Oh, wow, wow. Có đối cằn ở cái vùng băng này rồi các bạn ơi. Đây là Regice ở dạng quá khứ nè. Ui, Ultimate luôn à. Ai da. Không ổn rồi các bạn ơi. Ở boss cấp Ultimate này chúng ta phải thật sự là cẩn thận nha. Kèo này thì hai người bạn mới về đội có vẻ là sẽ khó lòng mà ra trận được các bạn. Tại vì còn cấp nhỏ quá à. Thôi không sao, nhưng mà mình vẫn sẽ giữ trong đội hình để cho mấy em nhận kinh nghiệm ha. Sau đó thì mình sẽ đưa Charizard ra nghênh chiến các bạn ơi. Để xem ngọn lửa của Charizard khi đối đầu với một huyền thoại Golem ở dạng quá khứ thì sẽ như thế nào ha. Lại. Vô. Khá là hồi hộp đây. Ê mình quên mang cái giọng Dynamax rồi. Ây da. Ui tôi xong rồi. Ây, sao nghi quá các bạn ơi. Sắp toàn rồi hay sao á. Thiệt sự rồi. Ui dồi. Cực gắt luôn á. Toàn. Close combat của Coraidon. Ổn hay không? Ê. Ui mạnh nè. Nhưng mà hơi tiếc là không kịp để tấn công thêm các bạn. Ai, những người bạn mới thì không có cách nào mà đương đầu nổi với boss đâu. Trên lệch cấp là quá cao các bạn ạ. Thôi coi như là kinh nghiệm cho mình. Lại nha, lần này ví dụ bị đóng băng nữa thì chịu thôi, do mình quá nhỏ các bạn ạ. Blaziken God. Ồ. Cấu rỉa máu ở mức ổn các bạn ạ. Không quá gắt ha. Ây da. Đoạn thứ 3 thì ui, đoạn thứ 3 thì có vẻ hiệu quả hơn nè các bạn ơi. Đó là một đòn chí mạng. Ê, cửa thắng đang mở ra nha. Double kick. Ui da, không kịp. Hay rồi. Tiếp theo là Cinderace Unite. Liệu rằng với đòn Pyro Ball em ấy có thể. Ui, shit nữa thì knock out. Đây rồi. Cơ hội để Cinderace Unite gánh tem. Yes sir. Đấy, không bị đóng băng là kết quả sẽ khác liền các bạn ạ. Ê, còn được thêm một cái XP share nữa. Thôi, không cần đâu. Giờ mình bận rồi, phải lập tức bay trở lại cái vùng biển thôi. Tại vì trời đã khuya rồi á. Ê, nhưng mà có vẻ bữa nay mình không đủ may mắn rồi hay sao các bạn ơi. Gần hết đêm rồi mà mình vẫn chưa có gặp được huyền thoại xuất hiện ở cái vùng biển nữa. Ủa, ở đây có em Pokemon gì vậy? Ui, hệ rồng và hệ nước 5 sao. Gắt vậy. Thử. Lần này mình sẽ cho Coraidon ở dạng shiny của mình ra trận ha. Ồ, đây là Kingdra các bạn ạ. Wow, nhóc này 5 sao luôn á. Nên là cố gắng nha Coraidon. Đề 3 nè. Để xem. Trời ơi, đẩy lùi Kingdra vô trong đất liền luôn rồi. Và xem coi.
hiệu quả hay không? Quay, Koradan của mình công áo rất tốt nha. Và Kingra cũng bật lớp khiên lên rồi. Úi, ở phía xa xa có Pokemon gì kìa các bạn ơi. Ủa, ủa sao cái đuôi dài dài? Ê lạ nha, hình như từ đầu giờ mình chưa gặp. Ở dưới này thì Koradan đang chiến đấu rất là tốt rồi. Có thể là thêm một đòn nữa thôi các bạn. Koradan của mình sẽ gánh tay em đây. Ui sao nghi vậy, đừng nói thua xíu xo nha. À đây rồi, không sao. Hay lắm Koradan, chúng ta đã chiến thắng rồi. Và để xem coi Kingdra mình có may mắn và chinh phục được cái nhóc Pokemon trong đen năm sao. Được luôn. What, hôm nay nhân phẩm mình hơi bị cao các bạn ạ. Kingdra đã về đội của mình rồi. Quay cấp độ Dynamax là maximum luôn nha, tại vì em 5 sao lận các bạn. Và Kingdra thì không có thể tiến hóa thêm ha. Nhưng mà không sao, thêm một người bạn hệ rồng và hệ nước rất là mạnh mẽ về đội. Ủa nhưng mà trên đất liền em chạy không được các bạn ơi. Cũng thông cảm cho em, chắc tại em ở dưới nước các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lên núi để chúng ta tìm Pokemon hồi nãy cái đó. Ủa đâu ta? Ê đừng nói biến mất rồi nhiên. Không không, vẫn còn các bạn ơi. Quay. Ủa đây là Ragapu à đúng không? Cái màu này. Ui chuẩn rồi các bạn, đây là Ragapu. Nhưng mà là ở dạng quá khứ nè. Tên em có màu đỏ, hay còn gọi với cái tên là Deep Fear. Uầy, nhìn chất lừ vậy. Dạ, mình sẽ cho người bạn nào ra khiêu chiến ta. Ồ, Radiant Cell chẳng hạn. Dạo này chắc em vẫn đủ sức để chiến đấu đó các bạn. Vô, Dynamax cho em trước nè. Chúng thôi là hơi đuối á nha. Hãng đòn. Ủa da, Deep Fear có kỹ năng hồi phục khó chịu vậy. Căng rồi, hồi phục đầy máu luôn rồi kìa. Ê, với cái đàn này thì bất lợi cho Raiden Cell của mình rồi. Ây da, đánh đã mạnh mà còn hồi phục máu từ từ như vậy thì sao mà bằng lợi em. Đổi sang Double S đi. Trụi đánh một cái cực gắt kìa. Ôi xong rồi. Chiến này Raiden Cell lạnh ít dữ nhiều. Không được không được, hồi phục lại cho em liền các bạn ơi. Nếu vậy thì chắc phải trông cậy vào người bạn mới về đội thôi. Kingdra, tới chọn cậu. Ổn hay không đây? Ok, đòn đầu là có vẻ cấu đĩa tốt nè. Tiếp theo mình sẽ Dynamax cho chắc cú ha. Cười chỗ đánh Kingdra mình hơi gắt luôn. Ok, nhưng mà Kingdra cấu đĩa máu lại cũng không phải dạng vừa các bạn. Rồi, đủ rồi. Raiden, ra ngoài tăng cơn xíu đi. Để chúng ta bắt đầu tung bóng chứa. Liệu rằng mình sẽ tốn bao nhiêu quả bóng chứa thì chúng ta sẽ chinh phục được Deep Fear đây. Được hay không? Ui da, quả đầu thất bại rồi các bạn. Em này hả? Mình nghĩ là tung fast spawn ok các bạn à. Để xem. Ok không? Ui, fast spawn ok thiệt các bạn. Yes, thành công rồi. Học thêm Hydro Pump cho Blastoise quá khứ nè. Quá đã. Thêm một người bạn mới nữa về đội và ở dạng quá khứ luôn nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Uầy. Và không biết là Deep Fear có thể cho mình cưỡi và bay không? Ui bay được nha. Wow, wow. Quá dữ luôn, quá dữ luôn các bạn ơi. Hồi phục lại cho em nè. Ok. Nhưng mà trời cũng sáng rồi. Chắc là mình phải tiếp tục kiên trì đi khám phá thêm nhiều vùng biển vài ngày nữa quá Tại vì tính ra Suicun cũng rất là ít khi xuất hiện luôn các bạn. Lâu lâu mới gặp thôi. Và mình chỉ mới sở hữu được Suicun ở dạng đó chính là Fusion thôi ha. Chứ Suicun bình thường và Suicun ở dạng quá khứ thì mình cũng chưa có gặp lần nào á. A few minutes later. Ở gần làng có em Pokemon gì lạ vậy? Ui, em cũng là Pokemon dạng quá khứ hả? Raganer. Ê đẹp nha. Ủa bình thường mình nhớ cái em này chỉ xuất hiện ở ngoài biển thôi á. Nay lại xuất hiện trong khúc sông này. Thôi được, lỡ gặp rồi. Khiêu chiến và chinh phục em luôn các bạn. Mình sẽ cho Zorak của mình ra trận một cái á. Cấu rịa em thử coi. Ok, cũng khá tốt nè. Chắc là phải thêm nhiều đòn hơn nữa.
Dynamax cho Zorak luôn á. Rồi rồi. Ơ kìa, ông tung bóng chứa được rồi sao, bắt em giờ. Oh no, toán rồi. Đây. Bây giờ đã có thể tung bóng chứa rồi. Mình quá. Tưởng đâu là không tung bóng chứa được rồi chứ. Sau đấy thì chắc mình sẽ tung Deep Bond đi. Bởi vì cái nhóc Ragana quá khứ này đang ở dưới nước các bạn. Để xem. Ui à, tí nữa thì được các bạn ơi. Có vẻ là Deep Bond cũng hiệu quả đấy nha. Quả Deep Bond thứ hai nè. Nhóc phải về đội của anh đi. Anh dẫn đi quẩy nha. Ui, đây coi. Thành công rồi. Yes sir. Mình đã mang thành công thêm một cái nhóc Pokemon ở dạng quá khứ về đội các bạn. Tuy nhiên thì hiện tại kỹ năng của em chưa có liên quan gì tới hệ rồng hết các bạn. Ừ. Và với cả là trong tương lai thì liệu rằng em có thể tiến hóa thành Ragana không? Ragana không? Ôi mình đang lo quá nha. Ui à, hôm qua mình tiến hóa cho Koraidan là thành Komo rồi đó. Nên là thôi chắc để an toàn, nhỡ mà em muốn tiến hóa các bạn, mình cũng không cho đâu. Tại vì cũng có rủi ro ấy. Ừ, thôi kệ. Wow, mình có thể cưỡi Ragana bay lượn trên trời các bạn. Ui, đã vậy. Ê, cái nhóc này hơi bị đẹp các bạn à. Được. Ghé bác Muri lên dạy cho em vài kỹ năng hệ rồng coi. Bây giờ hiện tại thì không có nhiều kỹ năng hệ rồng lắm các bạn. Có Twister nè, Dragon Tail. Rồi, sơ qua thì bây giờ em cũng đã có thể tấn công ổn áp hơn được một tí rồi ha. Trời, nhóc này hơi bị xinh luôn á các bạn à. Đẳng tiện, gần đây cũng có khá là nhiều vùng biển á các bạn. Mình sẽ tiếp tục cái công việc đi tìm Suicune ha. 8:01 PM. Oh my god. Cuối cùng mình cũng đã gặp được Suicune rồi các bạn. Mà còn là dạng quá khứ nữa. Không uổng công mình áp cá đây rồi. Ủa cái tên của nhóc Suicune này là gì ta? Không thấy rõ các bạn, nhưng mà để bây giờ mình khiêu chiến cái ha. Yo, em có tên là Walking Quack. Why? Trông rất là ấn tượng nha. Nhất là cái đuôi các bạn. Suicune sẽ có tới 2 đuôi nha. Wow. Rồi rồi, bây giờ thì tấn công nhẹ bằng đòn Twitter nè. Khẩu rỉa máu là chỉnh ha. Siêu hiệu quả luôn. Thêm một đòn nữa nha. Ok. Suicune quá khứ có vẻ là chống chịu cũng rất là tốt. Rồi rồi. Thời khắc để chúng ta tung bóng chứa là đây. Để coi với Suicune ở dạng quá khứ này, liệu rằng Fast Spawn có hiệu quả? Nope. Ây da, có vẻ không các bạn ơi. Hay là Dust Bond chăng? Giờ trời đang tối các bạn ơi. Ok, thử dụng Dust Bond nào. Sớm giờ Dust Bond chưa có bắt được Pokemon nào hết á. Uầy, nhưng mà nếu mà mình thành công chinh phục Suicune ở dạng quá khứ này thì hôm nay chúng ta có thể sử dụng nguyên một cái đội hình toàn là Pokemon ở dạng quá khứ các bạn à. Uầy, nghĩ tới thôi là thấy hơi bị đã rồi. Cho nên là cố lên, phải kiên trì chinh phục cho được Suicune đặc biệt này ha. Ê, có vẻ là Dust Bond không ok lắm các bạn ơi. Không biết là Suicune ở dạng này có hệ nước không á. Mình đoán nha, là Suicune sẽ mang xong hệ rồng vào nước đó các bạn à. Nên là mình sẽ thử dụng Net Bond thêm một vài lượt nữa ha. Biết đâu bất ngờ. Sao Netball cũng không si nhê luôn ta. Công nhận huyền thoại có khác các bạn à. Giờ chỉ còn nước là Thunderball thôi. Có rồi. Đây là Pokemon đầu tiên trong ngày hôm nay mà chúng ta hơi vất vả trong việc chinh phục một xíu á. Ui ô. Giờ chỉ có nước là mưa dầm thấm lâu thôi các bạn. Hy vọng là số lượng Thunderball của mình đủ để mang Walking Quack về đội. Ui, em này không thấm nổi các bạn ơi, em lì quá. Trời đất ơi, ngồi cả buổi rồi đó, gần hết ngày thứ hai rồi đó. Mà em vẫn chưa chịu về đội mình nữa. Em ngầu mà em lì quá à. Cay thế nhờ, chẳng lẽ mình dùng Master Ball chứ. Em đừng để tôi lóng nha. Trời ơi, tức cái lồng ngực á.
Ôi dồi. Cuối cùng thì cái nhóc xui cuôn lì lợm cũng đã về đội rồi các bạn ạ. Ôi thiệt, ở dạng này thì xui cuôn sẽ mang xong hệ nước và rồng á. Wow, wow. Vậy là chính thức mình đã sở hữu nguyên một cái đội hình toàn là Pokemon ở dạng quá khứ các bạn ạ. Và thủ lĩnh của đội hình này mình sẽ cho Koraidan nắm vị trí đó ha. Ok, nhưng mà bây giờ thì có Walking Wake là chưa có được cấp 100 nè. Cho nên là mình sẽ cởi ẻm và... Ôi trời, bay được hả? Nè ní, ẻm bay được các bạn ơi. Tới cái hội quán này, sau đó chúng ta sẽ luyện cấp một tí ha. Cho ẻm lên cấp 100 luôn, đi quẩy cho căng các bạn ơi. Và hội quán này mình cũng đã chinh phục rồi á, nên là chúng ta không có đánh nhau với chủ hội quán lại thêm lần nữa được. Chỉ có đánh nhau với mấy trainer ở dưới thôi ha. Nhưng mà sao, vậy cũng rất là ok rồi. Ui dạ. Sẵn tiện mình cũng dạy lại kỹ năng cho Suicune một tí nha. Coi coi có kỹ năng hệ rồng nào cho ẻm không. Ê, hình như là mặc dù em có hệ rồng nhưng mà trong kỹ năng của bác Murilainer thì không có các bạn ơi. Cho nên là cũng hơi khó rồi. Thôi không sao, hiện tại với dạng kỹ năng này mình nghĩ em cũng có thể chiến đấu ok la rồi đó các bạn. Giờ thì đi tìm đối thủ thôi các bạn ơi. Đây là trainer Legendary. Đây rồi. Mặc dù mình đang tìm kiếm hội quán nhưng mà gặp được trainer cấp cao như vậy thì cũng đáng để chúng ta thử sức mạnh nha. Ok. Và khiêu chiến luôn nào, Koraidan. Hả? Cái gì? Trainer này cũng có Koraidan các bạn. Ây da, căng rồi, căng rồi. Hiện tại Koraidan của trainer này cấp 140 lần các bạn ơi. Rồi luôn rồi, chiến này lành ít dữ nhiều rồi. Mình đang mắt cho Koraidan nhà mình trước á. Để xem. Ê. Nhưng mà đệ ba là gác đến từ vị trí Koraidan của mình. Hay lắm. Ôi da. Trời, đối thủ cũng gắt lắm các bạn. Nhưng không sao. Koraidan gánh tay em rồi. Tiếp theo là Gardevoir Fusion à. Được thôi. Ôi da. Trời. Gardevoir Fusion knock out Koraidan của mình rồi. Ây da. Diphia. Ok, mình sẽ thử cho Diphia ra trận ha. Ôi da. Căng rồi. Phantom Force. Ui. Chỉ kéo được một ít máu của Gardevoir Fusion thôi các bạn. Sao giống như sắp toàn vậy. Ây da, mất lợi thế rồi các bạn ơi. Liệu rằng những thành viên tiếp theo có đủ để chống chịu hay không đây? Ê. Ê, Blastoise cổ xưa có vẻ là chuẩn bị phản đòn cực gắt đây. Ây da. Ui da. Ơ kìa. Còn chưa kịp tấn công luôn á. What? Chả nhẽ lại thua như vậy sao? Oh no. Dragon Dance kịp hay không? Không kịp các bạn ơi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Một mình Gardevoir bán hành cho cả đội hình của mình luôn các bạn ơi. Cay thật chứ. Trời ơi, còn vô hiệu quá cái khả năng ru ngủ của Radiant Cell của mình nữa. Toàn rồi. Trời ơi, còn ru ngủ ngược lại nữa chứ. Quay. Công nhận là không thể nào mà khinh thường được những trainer boss giống như vậy các bạn ơi. Thôi, mình trở lại luôn. Mình sẽ đưa một lần hai Koraidan ra trận luôn các bạn ơi. Biết đâu bất ngờ, lỡ nhóc này không gánh tem nổi thì còn thêm một nhóc Koraidan khác hỗ trợ mình ha. Ok. Đề 3 thì mình vẫn đưa Koraidan Shiny ra trước. Sau đó thì... Ê. Knock out được Koraidan đối thủ rồi nha. Úi. Úi lần này à, trainer này đưa Lee Khanh Rock ra trận các bạn ơi. Ok, chiến đấu với Lee Khanh Rock luôn. Ui dù, làm giảm phòng thủ của Koraidan nhà mình nữa chứ. À dạ, nhưng mà không sao, hiện tại đang có lợi thế rồi các bạn à. Ngon. Ui, kill Dragon. Ui, kèo này ổn không ta. Chắc mình sẽ thử cho Koraidan ở lại thêm một lượt nữa. Ui da, ăn đòn của kill Dragon hơi thốn nha. Dạ, phản đòn. Ê, ê, chưa biết đâu nghe. Có vẻ là em đánh cũng rất là gắt các bạn ơi. Hay cưng. Mặc dù em sắp bị knock out rồi các bạn, nhưng mà như vậy thì cũng rất là tốt rồi. Có cái tiền đề rồi đó. Mình sẽ đưa Ride and Sell. Ok, tới chọn cậu.
Kèo này để xem coi ẻm có thành công chiến thắng trước Kill Regot hay không. Ui, có lý nha, có lý nha. Hiện tại là vẫn đang ổn áp nè các bạn. Tiếp tục nào. Ok, và... dạ, đấy rồi. Nhưng mà tiếp theo là Gardevoir. Liệu rằng tình thế có thay đổi hay không đây? Ui, có vẻ không các bạn ơi. Gardevoir đánh vẫn rất là gắt luôn nha. Ui, đi phía cấu rỉa được nè. Nhưng mà không xi nhê lắm các bạn ơi. Thôi Toàn. Toàn thật rồi. Yêu. Hai đòn mà cấu rỉa chưa được. 15% máu nữa. Rồi rồi rồi. Gardevoir phản đòn rồi. Rồi cũng tránh được cái đòn Phantom Fog nữa chứ. Thôi xong. Diphia cũng cố gắng lắm rồi các bạn. Mặc dù gây không quá nhiều sát thương á, nhưng mà đã lỡ đưa em ra trận rồi, nên là cho em chiến đấu tới cùng luôn á. Giờ chỉ còn nước là trông cậy vào Cold Raiden thôi đó. Nếu mà thành công dùng Cloud Combat thì... Ê! Gu ngủ rồi. Ok. Trời đất ơi. Mình phải dùng tuyệt chiêu bảo vệ các bạn ơi. Ok, liên tục. Rồi rồi, hết ngủ rồi. Yes sir. Bản đoạn nào. Close Combat. Được hay không? Ờ, đây rồi. Yes. Thành công luôn các bạn. Ê, tiếp theo là Tyranitar Fusion. Ui da, đối thủ này nãy giờ mới gặp nha. Outstrand chẳng. Ổn không? Mình tính Dragon Dance đó các bạn. Nhưng mà thôi Outstrand trước đi. Ui, nhưng mà không xin nhê lắm các bạn ơi. Ui dù. Hai đồ liên tiếp rồi. Hiện tại vẫn đang ổn nha. Ê, hay là mình thử Dragon Dance một cái nhờ. Ui da, cô Raiden chiến đấu rất là ngoan cường các bạn. Ok, nếu vậy thì cho em Dragon Dance cái đi. Ê, ê. Có lý nha. Dragon Dance thành công rồi. Và Outstrand tiếp nè. Ui da. Tyranita Fusion phản đam rồi các bạn ơi. Ây dùi. Outstrand lại. Rồi. Còn 14% máu thôi. Cold Raiden thì vẫn ổn các bạn. Đoạn quyết định. Yes. Evelto. Ui, đây là dạng tương lai của Evelto nè. Tại vì cái tên có màu tím các bạn. Ây à. Ở dạng này hơi gắt nha. Cloud Combat thử xem. Không kịp. Không biết là Slashing Shell của mình có phải là đối thủ của Iron Nightmare hay không đây. Đầu tiên dùng cái đoạn này trước đi, để tăng chỉ số cho người bạn của mình cái đã. Ok. Ôi, vậy mà cũng bị đánh nữa cơ. Gắt. Sau đó thì Hydro Pump. Ui da, sao đánh gắt vậy. Ờ, Hydro Pump có vẻ là không có được nhiều máu hơn Iron Nightmare rồi. Khó hả ta. Ui, chỉ còn đúng Working Wake là trụ nổi thôi các bạn. Không biết có kỳ tích xảy ra hay không đây. Yêu. Sao giống như là sắp toang rồi các bạn ơi. Không có kỳ tích rồi. Hydro Pump. Chuẩn bị. Ê, Hydro Pump có vẻ là bắt đầu mạnh hơn rồi nè các bạn. Ui da, mà chúng đòn cũng gắt quá. Ê, cố lên cưng. Chiến đấu tới giây phút cuối cùng luôn. Tiếp tục. Ui da, mình chỉ còn hai lượt Hydro Pump nữa thôi các bạn à. Toàn rồi, một lượt cuối cùng. Được hay không? Trời, không đủ để knock out. Extreme Speed. Rồi, no. Chúng ta lại thất bại rồi các bạn. Hoài, đối thủ này đáng gờm quá à. Nếu mà mình chỉ sử dụng được hình toàn là những Pokemon ở dạng quá khứ này có vẻ là cũng khá là khó để đánh bại trainer này nha. Chắc tại một phần là do mình còn non quá các bạn à. Thôi như hôm nay chúng ta có dịp luyện tập cùng với những người bạn mới về đội ha. Và mấy em ấy cũng chiến đấu rất hết mình rồi các bạn à. Còn trainer này có dịp gặp lại nhất định chúng ta sẽ có một trận đấu kịch liệt hơn ngày hôm nay nữa. Còn bây giờ thì cũng trễ rồi, chắc mình sẽ đi về nhà cùng với những người bạn mới thôi các bạn. Nói chung ngày hôm nay mình cũng đã rất là may mắn rồi, bởi vì mình tìm được gần như là đủ một cái đội hình Pokemon ở dạng quá khứ luôn các bạn ạ. Và các bạn ấn tượng nhất với Pokemon nào hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Hy vọng là sắp tới mình còn có thể tìm thêm được nhiều Pokemon ở những hình dạng thú vị giống như vậy. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạt Roblox
Lovefruit hay là Unitless thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình BC Bond siêu cấp. Bye bye.